Hai giao dịch chuyển tiền mã hóa với số lượng khủng đã được phát hiện liên quan đến ví của sàn giao dịch Binance. Một lần chuyển trị giá 2,37 tỷ USDT giữa hai ví lạnh Binance và một lần chuyển khác lên đến 1,49 triệu ETH với điểm đến là ví Binance 8. Và cả hai giao dịch đều được ghi lại trên công cụ tra cứu blockchain dành riêng cho mạng Tron, Tronscan và Ethereum, Etherscan tương ứng. Hiện vẫn chưa rõ lý do và động cơ đằng sau hai giao dịch này là gì. Tuy nhiên, yếu tố nổi bật là thời gian chuyển tiền xảy ra sau khi Binance giải quyết việc tạm ngừng rút tiền vào ngày 17 tháng 8 do sự cố kỹ thuật với nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà phân tích tại Genesis cho biết họ đã thấy sự đồng thuận với một chiến lược cụ thể, trong đó các nhà giao dịch sẽ nắm giữ ETH giao ngay, phòng hộ bằng hợp đồng tương lai và vay Ether trong quá trình hợp nhất. Song vẫn không thể phủ nhận, giao dịch chuyển tiền lớn đến vậy bất ngờ xảy ra làm cho cộng đồng cảm thấy khá lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau nhiều cuộc khủng hoảng kể từ đầu năm 2022.